Thưa quý vị, vừa qua theo thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn phường Cửa Ông vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ. Báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân phường Cửa Ông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1, tại nút giao giữa quốc lộ 18 với đường nội thị Cửa Ông, thuộc tổ 9, khu 2 phường Cửa Ông xe ô tô bán tải 14C207XX do anh Hà Quang V, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tổ 1, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển đi hướng Mông Dương cửa ông đã đâm vào hai xe máy, hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ, hiện chưa xác định lai lịch danh tính nạn nhân. Sau đó xe bán tải đâm vào một xe ô tô bán tải đỗ trên vỉa hè rồi dừng lại. Hiện tại lái xe đã trình diện tại công an phường cửa ông cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật